Yếu là em cũng có một đời vợ trước không được mấy tháng rồi. Hai vợ chồng không hợp nhau thì ly dị. Quen nhau bao lâu đám cưới? Hai tháng. Mà tại tìm hiểu kỹ rồi bây giờ xong ở thời gian vợ không hiểu tính em xong kiếm chuyện xong rồi chia tay. Tìm hiểu 2 tháng là kỹ rồi đó hả? Dạ. Bữa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Vui gì? Mừng. Mừng? Mừng cái gì? Bây giờ gặp được mới gặp được người yêu. Ai yêu ai? Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Đây thì Tường giúp cho. Mời bạn trai mở mặt nạ ra luôn. Rồi chào hai bạn, bây giờ vô vị trí rồi. Chào về chương trình, là em là Hoàng Công Hải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em 29. Rồi đi làm công ty cũng lâu rồi mà bây giờ nó đang gò bó, giờ em mới đi làm ngành nuôi ong. Rồi ok, mời em gái. Em chào chị Tường, chào tất cả các bạn. Em tên là Nhung, đến từ Lâm Đồng, năm nay 29 tuổi ạ. Em kinh doanh thời trang. Hiện tại thì em đang làm việc tại Tây Linh ạ. Có nhân viên phụ không hay mình làm mình? Dạ có, mình em ạ. Rồi mình đi lấy hàng về mình bỏ hàng mình bán lại. Dạ vâng ạ. Buôn bán được không cưng, đỡ không cưng? Dạ cũng tạm ổn chị. Sao bây giờ nhiều người buôn bán online, em không làm trên mạng hả? Không bán online hả? Tại em cũng không thích lắm. Rồi ok. Nên điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em người sống hòa đồng, khá là quyết đoán với lại gọn gàng. Còn điểm yếu thì có lẽ là còn do quyết đoán quá, nó cũng là một điểm yếu. Tính em hay thương người á. Ok cưng. Rồi còn em? Điểm yếu là em cũng có một đời vợ trước là 2013, không được mấy tháng rồi. Hai vợ chồng không hợp nhau thì ly dị. Quen nhau bao lâu đám cưới? Hai tháng. Tại sao quen nhanh quá vậy mà cưới rồi? Không, tại tìm hiểu kỹ rồi bây giờ xong ở thời gian vợ không hiểu tính em xong kiếm chuyện xong rồi chia tay. Tìm hiểu 2 tháng là kỹ rồi đó hả? Dạ. Rồi sao rồi rung lắm hả? Sao cà lâm vậy? Rung gì? Ai làm gì đâu rung? Hồi hộp. Tại nay mới gặp được người bạn mới này, hồi hộp. Rồi. Thế còn mình sao? Tình duyên của mình sao? Cũng gần giống cho anh bên đấy ạ. Em cũng là mẹ đơn thân. Em kết hôn năm 2008. Lý do sao ly hôn? Thứ nhất là anh không hiểu và không quan tâm đến gia đình, còn ham vui. Cái thứ hai thì em lại cần một người hiểu và chăm sóc gia đình. Dạ, anh lớn hơn em 8 tuổi ạ. Lớn hơn 8 tuổi mà vẫn ham vui, ham chơi. Dạ, anh nói là ngày xưa anh thanh liên rồi. Chưa chơi nên giờ lại phải chơi bù. Trời đất ơi, anh Niên chưa chơi lấy vợ chơi bù gì lạ vậy? Ở đây tôi nói mấy cô gái đừng có ham lấy mấy chàng trai mà hiền lành, chưa có mối tình nào, chứ không biết rượu chè cờ bạc, không biết rượu bia mà mừng không có đâu quý vị. Kinh nghiệm của Tường, đàn ông là phải có biết chút đỉnh đó, rồi khi lấy vợ về mới là thương vợ con, mới chăm lo cho vợ con. Còn lấy người đàn ông mà nhỏ lớn chưa biết gì lấy vợ về rồi lúc đó mới chơi là khổ lắm, đúng không em? Dạ. Công nhận không? Dạ đúng. Nhiều người lên tham gia chương trình mà cứ thích tìm cái người mà chưa có này kia. Rồi có nhiều anh lên đây hỏi ưu điểm của anh là gì? Ưu điểm anh là không rượu bia, không thuốc lá đâu này kia. Mà đó là ưu điểm chứ đối với chị Tường thấy cái đó chẳng phải là ưu điểm. Dạ. Thì em có 2 cháu. Trai hay gái? Dạ hai bé trai ạ. Bé thì ở với em, còn một bé thì ở với ông bà nội. Mấy tuổi với mấy tuổi? Dạ một bé năm nay 10 tuổi, một bé năm nay hơn 6 tuổi ạ. Bé nhỏ ở với em. Chia tay bao lâu rồi em ha? Từ 2013 đến năm nay cũng 6 năm rồi. 6 năm qua mình có trải qua mối tình nào khác không? Cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi. Có do em khó tính quá hay sao ấy? Mình biết nhiều rồi. Năm nay mình cũng sàng lọc mà như vậy là đúng. Chứ mình đâu thể nào chọn một cái bậy bạ nữa rồi mình lại khổ một lần nữa. Cái gì một lần thôi chứ đâu có để nào thể nào để lần thứ hai. Cho nên là thôi vậy đi em, chậm mà nó chắc. Thế nghe câu chuyện của bạn gái thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, ý anh hỏi là bây giờ nếu mà thương nhau mà nếu mà làm dâu hay là làm dễ em? Cái này em nghĩ là do do cuộc sống, chỗ nào phù hợp thì mình ở, chứ nhà em không có quan trọng làm dâu hay là làm rể hết. Dạ nhà anh cũng dễ đấy nha, ví dụ không làm dâu thì mình ở riêng cũng được. Tại nhà anh có một mình con trai à. Thì hiện giờ em đang ở với ai? Tụi em gái với gia đình. Nhà đó của ai? Của em.
À, rồi bản thân em đi làm bao nhiêu năm nay có dành dụm được cái gì riêng tư chưa? À, cũng có dành dụm cho gia đình, là lúc nào lấy được vợ thì gia đình lấy cái số tiền đó là cưới hỏi. Ừ. Giờ bạn gái vợ giả tỷ em lấy cô này là cô đem theo con của cô về ở với ba mẹ em luôn được không? Được ạ. Chắc không? Chắc. Sao em chưa hỏi ý ba mẹ em mà em dám nói được? Cái này là do em quyết định. À, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Chân thành, sống tình cảm với gia đình ạ. Tại ngoại hình thì cũng không nói trước được điều gì hết chị. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn hút thuốc ạ. Ừ. Cho biết hút thuốc không? Dạ em cũng có mà ít rồi, nói mà không được thì em bỏ. Ờ, à, hay quá ha, chưa chân dạy gái rồi. Ok, nói bỏ nhớ bỏ nha. Dạ. Thế còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Để cho em coi là em đoán được. Thì nói đi, nói mẫu người của em đi rồi chị đưa cho coi. Chắc bạn gái chắc cũng ở bên nó cũng mặt tròn. Chắc cũng người cũng hơi vừa cũng không mập cũng không ốm, vừa người. Sao biết hay vậy? Thì em đoán không biết trúng hay không. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích cho bạn gái là ví dụ như biết trên kệ dưới. Ý là nói chung là lễ phép. À, thích người lễ phép. Ông nói sợ quần tôi tưởng đó ông không thích. Ý là nói họ là hỗn hàng á, là người trên người dưới á. À, rồi, nè, lựa đi, kiếm đi. Ở trọng đó. Không biết đoán nhầm không ta? Đó, kiếm ảnh đi. Cô này quá. Cô nào? Cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Bây giờ ở trong hình bây giờ khi mấy chị em, khi em đâu biết cô nào, bây giờ em đoán lại đi chứ. Em thích không? Đúng gu em không? Khi lắm lúc người ta lại không thích mình sao, sao mà em biết được? Đúng rồi, nhưng mà mình thích không? Dạ thích. Thích thì cầm đi, hồi gả cô đó cho. Dạ bạn ở giữa. Sao biết bạn ở giữa? Ừ, thì nghe có cách nói chuyện rồi em đoán vậy. Trời ơi, hình dung nghe cách nói chuyện mà nhìn ra được cái mặt luôn. Xuất sắc quá, cặp đôi này xuất sắc quá. Được rồi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho các bạn xem cầm hình nha. À. Rồi coi có đúng không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng không em? Chào em. Đúng không em đoán đúng không? Dạ đúng. Cái gì? Gần đúng thôi. Cái bánh này khác, ở ngoài khác. Rồi bây giờ cuối cùng tử là ai trong đó? Là em đó. Em nào? Vẫn là em đó. Trời ơi, vậy là em kiếm cô này gả cho ảnh em. Cô này nè. Tầm bấy tầm bạ, nhìn kỹ giùm tôi cái coi. Ủa sao tự nhiên trong này tóc dài mà ngoài tóc ngắn vậy cưng? Dạ em mới cắt từ Tết đến giờ chị. Lý do? Dạ thì thanh xuân chỉ có một lần thôi nên là mình không muốn bỏ lỡ một điều gì hết. Chị cũng muốn cắt tóc tém lắm mà từ đó giờ chị chưa dám cắt. Ý em nói chị đã bỏ lỡ thanh xuân, coi chừng sao chương trình về cắt tóc tém luôn. Ví dụ như anh em mình muốn gặp nhau thì gặp nhau chỗ nào? Ví dụ như một tháng mấy lần hay là một tuần mấy lần gì đó? Dạ, sau công việc, tính chất công việc đây là em khá là bận. Thời gian gặp gỡ con sẽ không được nhiều. Trước mắt là em muốn tìm hiểu. Toàn hay là một tháng bao nhiêu lần thôi, chứ không phải là nói cái là ngày mai, ngày mốt là tới. Dạ, quỹ thời gian trong ngày của anh thì như thế nào ạ? Tối thứ bảy anh tới cũng được. Khi cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Vui gì, mừng. Mừng cái gì? Bây giờ gặp được mới gặp được người yêu. Ai yêu ai? Hai em bên yêu. Đang tìm hiểu. À, em yêu chưa? Dạ. Thì mới yêu trong lòng thôi, còn ngoài chưa. À, thế còn em? Tại cũng nghe bạn nói và cũng xem hình rồi đấy, mà khi mà mở ra em thấy đúng hình em cũng không bất ngờ. Không bất ngờ nhiều. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng LA Garden Restaurant nha. Đây là món gà chiên nước mắm nè, gỏi gà nè, rồi gân gà ngâm chua. Rồi xin mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và trò chuyện với nhau ha. Dạ. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Rồi tự tin lên nha. Dạ, dạ. Thể hiện nha, muốn dạ, hỏi gì cứ hỏi thoải mái nha. Dạ. Mời hai bạn ngon miệng. Món ăn có hợp khẩu vị của anh không? Hợp em. Anh dùng cái quỹ thời gian nào để dành cho gia đình trong ngày ạ? Lúc nào cũng có hết. Ví dụ như công việc thì ví dụ như em mệt thì nghỉ, hay là anh sắp xếp gì cũng được, tại anh làm ở ngoài.
Mà mai mốt ví dụ như anh có việc gì thì anh làm, mai mốt thì anh không có đi làm ngoài nữa, anh đang tính là làm một công việc ở nhà thôi. Ở Vũng Tàu thì là hình như là đầm với sông nhiều, nuôi cá nuôi tôm hả anh? Đúng rồi, mà tại anh không nuôi cá nuôi tôm, bây giờ nhà anh là ngành nuôi ong. Nuôi ong ạ? Nuôi ong ở đó thì mình cho ăn đường hay sao ạ? Đâu, ý là lúc cho nó ăn đường, không mà tới lúc mùa dưỡng thì mình đi những nơi, các nhiều nơi. Tại vì cái nghề nuôi ong rất là vất vả. Nhà em thì chú em cũng nuôi ong. Anh có thích phụ nữ tóc ngắn không ạ? Tóc ngắn thì anh gọn. Theo như anh tiếp xúc với ba mẹ thì liệu ba mẹ có thích một người con dâu tóc ngắn như em không? Không, miễn sao là được. À, còn đầu tóc thì sao cũng được hết. Anh thì cũng có hút thuốc uống rượu thì anh cũng lâu lâu anh với cũng uống rượu thôi. Trong tháng thì anh sẽ phân chia cái mức lương của mình như thế nào thêm cái phần không anh cũng lo xứ. Trong gia đình nhiều chứ anh cũng tiêu vặt ít lắm. Thì bây giờ anh cũng có một danh thiếp là à dạ. Thôi bây giờ mình dùng một món gì mình ăn xong rồi mình bàn chuyện thêm đấy chứ không nữa. Chúc nó hết thời gian. Dạ. Anh có thích cơ một người phụ nữ hướng ngoại không ạ? Sống ở ngoài hay giao tiếp ở ngoài miễn sao nó chính đáng là được. Phải cho nó chính đáng chứ mà ghen mà không có chính đáng là đâu phải là ghen. Sao gì? Trời ơi, đồ ăn ngon quá trời, lo tâm sự không có ăn phải không? Nãy giờ có ăn miếng nào không? Có gì, ngon mới ăn được hai món. Nhưng mà nãy giờ chị ra ngoài là chị biết là hôm nay em đi theo tham gia chương trình là có mẹ đi chung nữa đúng không? Dạ. Giờ chị mời mẹ em vô chút xíu để tâm sự với mẹ chút xíu được không? À, được ạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Rồi, nãy giờ cô đứng ở ngoài, ngồi ở ngoài là cô có nghe hai bạn này cảm nhận của cô như thế nào? Cháu gái này thì cũng hiền ngoan. Yeah. Nhưng mà cô nghe thấy là có hai đứa con. Yeah. Nhưng mà theo cô á, là con thì cô cũng không có nói gì. Nhưng mà ăn thua là giữa hai đứa phải thương nhau thật sự. Còn con thì tất nhiên là mình nuôi nó thì nó nuôi mình thôi. Dạ. Con nhưng mà mình cũng phải bảo, đúng không? Dạ. Cho nó ngoan. Thì cô cũng rất mừng. Tại vì là mình, người ta còn đi xin trả con nít về người ta nuôi, đúng không? Yeah. Cô? Đấy. Nhưng mà phải hai đứa phải thương nhau, biết tính nhau. Dạ. Yeah. Đấy. Còn như ví dụ bây giờ cô nói là con trai của cô là cái vợ trước á là có quen là 6 tháng là mai, nhưng mà bên gái nó dục quá. Trong khi đó thì về mình không biết tính tình ra sao. Đấy, nhưng mà về á là không qua hàng tháng thì cô bảo để đem đi khám, không chịu đi. Cô bảo là đưa cho 5 triệu để đi khám, không đi. Thì cô bảo là phải có lý do. Nếu không đi là phải có lý do. Dạ. Biết không có con thì cũng không giữ lại làm gì. Dạ. Để nó tự hiểu. Dạ. Hải đó thì con thấy rồi, đức tính rất thật, có gì nói nấy. Dạ. Cái người thứ hai ấy, thì cũng là mới quen nhưng mà gia đình không ai đồng ý hết. Dạ. Đấy, nhưng mà quen Hải là về chỉ rút tiền thôi, là hơi bị nhiều. Cho nên là cô bảo là Hải phải rút luôn. Từ lúc đó thì đi là cô bảo để lên chương trình là chắc ăn. Chắc là chương trình chắc ăn. Dạ. Hôm nay nếu ai gặp thương thì đấy. Dạ. Thôi chứ còn bề ngoài mình không biết được. Dạ. Thì con cảm ơn cô hôm nay đã đến cùng với anh Hải đây. Tại vì cũng phải có một động lực nào đó thì cô mới đi cùng anh tới đây một quãng đường xa như vậy. Cái điều thứ hai là con cảm ơn cô là những cái suy nghĩ của cô mới nói về lúc đầu ạ, cho những người mẹ đơn thân như tụi con và có các cháu nhỏ nữa. Con rất cảm ơn và trân trọng điều đó. Giữa tụi con thì con cũng cần một chút, hôm nay gặp mặt đây đã là cái duyên rồi. Thì con cũng cần một chút thời gian để tìm hiểu một chút ạ. Đúng. Giả sử mà tụi con có không. Dạ, có duyên á thì rồi chuyện đó tính sau, chuyện đó do hai bạn ha. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha, con cũng hy vọng hôm nay là mai mối được thành công cho cặp đôi này. Còn cái chuyện mà các bạn có đến được với nhau hay không, có bấm nút hay không là có đó là quyền quyết định của hai bạn. Nha các cô ha. Dạ con chào cô ạ. Hôm nay chúng ta một cuộc gặp mặt rất là vui ha. Có gì Tường có chia sẻ, có ăn cơm, có mẹ cho ý kiến luôn nữa. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào nhau, mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta quyết định bấm nút. Em cho anh một cơ hội để hai chúng mình bấm nút để tìm hiểu với nhau. Vậy thôi đó hả? Trong lòng anh hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào? Trong lòng bây giờ anh là rất là vui, muốn kiếm được vợ tương lai. Giờ anh là muốn em cho anh cơ hội đừng có hứa hẹn gì không chứ cứ xin người ta cơ hội hoài. Cơ hội thì anh
làm cho em vui, anh không cho làm cho em buồn. Nếu mà em buồn thì anh làm cho em vui. Hay quá. Cho em hỏi rằng nếu bây giờ em thất nghiệp thì anh có đủ bao dung hai mẹ con em không? Nếu mà thành vợ thành chồng thì ví dụ như em mà khó khăn thì bây giờ anh cũng vẫn, nói chung anh làm miễn sao anh cố gắng anh thuyết phục được mấy mẹ con em. Thuyết phục là sao, có nuôi ta nổi không, chứ thuyết phục là thuyết phục cái gì? Ý là thuyết phục là lo lắng. Nói từ cho nó chính xác, còn không được có thể anh nhảy xuống sông Sài Gòn luôn. Rồi, hết thời gian. Rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình mới bấm nút. Còn nếu chúng ta cảm thấy không có rung động, người này không phải mẫu người của mình, thì chúng ta không cần bấm nút vì lịch sự, không cần bấm bất cứ vì điều gì cả. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. Một, bấm nút và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nhé, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 2 3. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Tại vì tất cả chúng ta đều đã đi trải qua một lần rồi. Em muốn cần sự chắc chắn một xíu. Dù sao thì Tường cũng trân trọng cái sự quyết định của hai bạn. Mà hai bạn đứng lên ạ. Thật ra thất bại hay thành công của bà mối không quan trọng. Quan trọng là những người tham gia chương trình có tìm được một nửa yêu thương của mình hay không. Thì Tường hy vọng rằng trong tương lai gần, các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.